thương tôi qua bao nỗi nhọc nhằn. Dù người đời vẫn luôn chê bai, dù người đời mỉa mai không hay, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi yêu tôi qua từng nỗi buồn, và tôi thương tôi nghe bao tiếng chê cười. Cuộc đời này có ai thương ta, hay chỉ là những câu nói ba hoa? Nhưng riêng tôi vẫn mãi yêu người. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng yêu đời, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai xóa đi được. Nhưng riêng tôi thì tôi vẫn là tôi. Tôi của ngày tháng hy vọng, tôi của niềm tin yêu mãi. Không ai biết được đâu. Thứ nhất, anh cứ mặc kệ con tơ đi. Khi con tơ nó hết nổi tiếng, anh tìm một con khác nổi hơn, rồi gắn thương hiệu của anh vô. Cứ tiếp tục như vậy. Hướng giải quyết này có một ưu điểm là nhanh gọn và ít tốn kém. Nghe thì tốt thật, nhưng anh nghĩ đó không phải là hướng giải quyết tối ưu. Bởi vậy mất bao lâu mới có được một người nổi tiếng như cô Tơ? Và nếu như có thì cũng chưa chắc người đó chịu cộng tác với anh theo kiểu như Tơ đang hợp tác với anh. Trong tình trạng đó, cứ để thương hiệu của anh trồi lên sụp xuống. Hướng khác đi. Anh đúng là đại gia cáo già. Ngoài ra còn một hướng khác là như vậy nè. Nhưng mà không được, cái con này nó ngang ngược dữ lắm. Bây giờ mình vô mình đòi tiền nó thì nó chối, nó quýnh mình thê lương luôn đó. Hay chà, bây giờ phải làm sao đây hả? Ủa quên, em xin lỗi, anh là Tượng. Hồi trước em học ở trường nào? Trường đời anh à. Nhân viên của anh học đại học chuyên ngành ra, nhưng mà cũng không có đứa nào ra được chiến lược như em. Định giấu nghề với anh phải không? Đại học á, học có mấy năm mà là ra trường rồi. Trường đời á hả, em phải học suốt cả cuộc đời mình. Lý thuyết về cuộc đời này nó khác nhau nhiều lắm. Nói như vậy thì anh cũng không cần quan tâm em học trường nào, nhưng mà kế hoạch của em và Tơ thì anh sẽ tài trợ hết mình. Hả? Cái con này là đối thủ của con Tơ đây mà. Anh hứa rồi nha, thề nha. Okay. Anh nhớ đó. Anh hứa mà. Chào ông, tôi có thể nói chuyện với ông một chút được không? Chào cô, mời cô ngồi. Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu với ông nữa. Đúng vậy, tôi muốn nghe lý do cô tìm tôi. Nhưng mà cô đừng lặp lại những điều mà tôi đã biết về Tơ nhé. Tôi muốn ông đuổi cổ con Oshinta và buộc nó phải rời khỏi nhà ông một cách nhục nhã nhất. Bằng cách nào? Du quan cho con Tơ ăn cắp rồi sau đó thì sao? Nói con Tơ ăn cắp hoặc là cặp bồ với anh, giật chồng của vợ anh. Lẽ ra cô phải tìm vợ của anh Biếu để xúi giục, chứ còn anh Biếu là đàn ông thì ai mà làm những trò hèn hạ như vậy. Cô đưa ra yêu cầu, nhưng còn điều kiện cô trao đổi với tôi là gì? Tôi biết là chút tiếng tăm của con Tơ đã làm cho thương hiệu của anh đi lên, nhưng mà anh cũng biết được là cái thứ tiếng tăm đó cũng không được bao lâu. Cô cứ nói tiếp đi. Tôi biết ông là từng tìm ba tôi để nhờ ba tôi giúp ông đưa hàng vào hệ thống phân phối, mà ba tôi chưa nhận lời. Cô là con gái của ông Cẩn à? Bản thân tôi là một nhân viên tài chính giỏi, đang làm việc cho một công ty đa quốc gia.
Nếu ông đồng ý với yêu cầu của tôi hứa sẽ làm cho thương hiệu của ông cực kỳ nổi tiếng trong vòng 6 tháng. Thôi, để em trả lời giùm anh cho anh đỡ ai nấy. Em gái, nói cho nghe nè, một lát nữa về nhà tắm rửa xong á, lựa cái áo nào đẹp đẹp rồi mặc vô, xách cái giỏ đi ra ngoài chợ á, tìm cái chỗ nào mà có sân đông bãi giỏ thì xa vô nghe chưa. Để làm gì? Để mua thuốc tẩy dung mà tẩy não chứ làm chi. Não của em bây giờ á, dung nó xoắn cục ở trong đó rồi, nên em mới tính toán những điều ác độc như vậy để hại người khác. Tẩy dung á, cho sạch cái não mà quên cái chuyện thù oán đi. Chuyện riêng của tôi không cần người ngoài nhông xí vào. Con ngồi xuống đi. Đúng là chuyện không có liên quan gì tới tôi, nhưng tôi là người ăn chay niệm Phật mà. Thấy người khác té sông té suối, làm sao mà không đưa tay để cứu giúp được. Nói cho nghe nè, về nhà tẩy não cho sạch đi. Nhân viên tài chính như cô á hả? Anh á, anh biếu á, anh đổ mấy xe căm nhông xuống sông Sài Gòn cũng không hết. Còn như con tơ chỉ có một mà thôi. Only one. Hiểu chưa? Ông biếu. Thôi, cô về đi. Ông. Sao không đi cho rồi? Cô chờ tôi đuổi cô hả? Không biết mắc cỡ. Anh công nhận là em rất bình tĩnh khi đối đáp với anh Thơ. Chắc chắn là em đã biết được anh Thơ sẽ tới tìm anh đúng không? Không phải đâu anh à. Con Tơ nó biết trước anh Thơ sẽ tới tìm anh. Là Tơ à? Xin lỗi, cô có phải là anh Thơ không? Anh tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hợp tác với cô. Hợp tác gì chuyện gì? Trả thù con Tơ và Ý Lạ. Là cái con, à không, là cái thằng mà hồi nãy trong quán cà phê nó chọc tức cô đó. Ăn đi. Kỳ cục ghê vậy đó. Cái gì? Sao hôm nay ông ăn mặc kỳ cục quá vậy? Sao kỳ? Bây giờ tôi giàu, con tôi đã làm ô xin nổi tiếng rồi, tôi phải ăn mặc khác người ta một chút chứ. Ông ăn mặc như vậy người ta nói ông chảnh chó. Gì chó? Bà nói ai chó? Thì hình con chó nè. Đẹp. Nói nhiều quá. Có nho Mỹ không? Dạ không. Nho Mỹ mắc lắm. Ê, bộ tôi không có tiền mua hay sao mà nó mắc này mắc nọ. Xin lỗi bà, bây giờ tôi mua hết cái sạp này cũng còn được á. Mua luôn cái sạp mẹ bên kia cũng còn được nữa. Có nho Mỹ không? Dạ không. Thông cảm, ăn đỡ giùm gì khác đi. Vậy lấy giùm tôi ký ổi đi. Thôi dạ. thôi. Ba cái đồ rẻ tiền tôi không có ăn đâu. Giờ là ăn đồ ngoại không à. Ba cái đồ nội này không có ăn đâu. Trời này ơi. Cái gì vậy? Sao đi ngọt lắm á, mua đi. Chua quá. Trời ơi, sao đi ngọt mà chú vậy ông? Trời ơi. Thôi. Không mua. Kìa ông. Sao lúc này ông tập uống rượu nữa vậy ông? Hồi trước tôi không có uống rượu, là bị gì tôi sợ uống ba cái rượu dởm rồi mang bệnh. Bây giờ tôi có rượu tây đà, ngu dại gì không uống. Rượu nào uống nhiều mà không hại cho sức khỏe? Uống vừa thôi, vừa đỡ tốn tiền á, vừa giữ gìn sức khỏe. Chứ nói tới nói lui á, là cũng tại vì bà sợ tốn tiền. Con Tơ nó đi làm mấy ngàn đô một tháng,
Không lẽ nó không đủ tiền cho cha nó uống rượu Tây hả? Mấy ngàn đô thì nằm trong túi nó, chứ có nằm trong túi ông đâu. Hồi sáng đó nghe, tôi xin nó thêm có 100 đô, mà nó nói hết tiền đó ông. Thiệt không? Sao bà không nói tôi biết? Con này bữa nay uống mật gấu rồi ha. Tôi lên tiếng mà nó dám than hết tiền hả? Tôi thấy hình như là nó giấu đút tiền riêng đó ông. Mỗi lần mà tôi hỏi nó đó là nó lãng đi hà. Bây giờ như vậy, ngày mai tôi lên chỗ nó làm, tôi nói với ông chủ nó tới tháng lãnh lương chuyển hết tiền vô cho tôi với bà, không có chuyển khoản cho nó nữa. Vậy là chắc ăn. Nhắm nó chịu không? Không chịu nó cũng phải chịu, nó là con tôi mà. Tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, bây giờ tới lúc tôi phải hái trái. Con nhỏ này nó lì lắm á, nó không phải như con người ta đâu. Huống chi bây giờ nó lại có danh có tiếng nữa. Cái con này nó lì thiệt, nhưng mà nó có tánh hay thương người lắm. Bà cứ đóng vai một người mẹ hiền, bị chồng ăn hiếp từ hồi xưa tới giờ. Lâu lâu bà lôi cái chuyện mà thằng Thiên Minh không có tiền đóng tiền học đó, bà ra bà khóc, bà năn nỉ nó. Bảo đảm với bà, có bao nhiêu tiền nó giấu nó đút hồi nào tới giờ, nó ói ra cho tôi với bà hết. Công nhận đó nha, chiêu của ông hiệu quả lắm. Hồi nào dở ha, tôi dở chiêu này ra là nó đưa tiền liền hả? Nè, ngày mai đi ra chợ mua chén dĩa cao cấp, mua gốm sứ về cho tôi nghe. Thôi, để quẩn quẩn đi, tôi kêu ông Tơ nó đi mua để mình đỡ tốn tiền. Phải chi mà thằng Kinh Long nó có tình ý với con Tơ đó. Tôi với bà kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ. Nè nè, mấy bữa nay tôi theo đình con Tơ. Hồi sáng này tôi thấy cậu Kinh Long nó chở con Tơ đi làm. Hả? Hai đứa nó có vẻ thân mật lắm ông ơi. Hình như tụi nó thương nhau rồi đó ông. Bà nói thiệt không? Thiệt. Dính mắt tôi nhìn thấy cậu Kinh Long đó nha. Nắm tay con Tơ, hoàng eo con Tơ, rồi chở nó đi làm. Đó. Vậy là tôi với bà tới nhà cậu Kinh Long nói chuyện được rồi. Anh. Được không? Đâu? Wow, ngồi xuống. Ngồi xuống. Luôn hả? Nè. Đẹp chưa? Đẹp, đẹp lắm luôn đó. Rồi. Rồi. Đẹp không? Lại nữa đi. Sao vậy? Sao vậy? Sao không chụp bộ em ngồi không đúng hả? Không, em ngồi đẹp lắm. Vậy chụp đi. Sao vậy? Sao kỳ vậy ta? Anh càng ngắm em thì anh càng thấy em vừa giống mẹ cố mà cũng giống mẹ nội của anh. Anh này, đã giống mẹ cố thì hiển nhiên phải giống mẹ nội rồi. Sai. Mẹ cố với mẹ nội là mẹ chồng nàng dâu, làm sao mà giống nhau được? Điều tất nhiên là em không thể giống hai người họ được. Ai biết đâu, thấy sao nói vậy à? Chụp nha. Đẹp chưa? Sao lạ quá ta? Bây giờ thì anh lại thấy em giống ba anh. Trời ơi, anh nghĩ sao mà anh nói là em giống ba anh vậy? Ai biết đâu, có sao nói vậy à? Nè nha,
Nếu mà em giống ba anh á thì em với anh là anh em cùng cha đó, không có yêu nhau được đâu. Ai biết đâu, ba anh á đào hoa phong độ như vậy, có con gái rơi ngoài đường, chuyện không có gì lạ hết. Ủa, trời, anh với em là anh em hả? Ừ. Mà nếu như có chuyện đó xảy ra, chắc anh chết quá, chắc anh đi tù. Trời ơi, em mà sớm biết anh xàm xí vậy á, em không có yêu anh đâu. Như vậy mới xứng với em. Chú rể kinh long xàm xí, sánh duyên cùng thiên tơ ham tiền. Nghe hợp quá ha. Cái gì cũng nói được hết à. Vậy mà chưa trị được em nữa. Anh thì nói được thôi, còn em thì cái gì cũng làm được hết đó. Rồi bây giờ có chụp hình tiếp không? Em đi vô à. Chụp. Mẹ cố ngồi xuống đi. Được chưa? Rồi. 2, 3. Coi lại hình đi. Đây. Đó, cho em coi. Đẹp không? Wow, đẹp nè. Cái này đẹp nè đúng không? Đó, đẹp nữa nè. Ồ, cái mặt này y chang mẹ cố. Đây nữa nè. Hai đứa nó đã chính thức yêu nhau. Đừng nghĩ luôn á, phải chạy đâu được nữa. Và tôi trời, đó, bà nghe con gái mình nó nói gì nghe được không? Con ơi, cha con mà, bây giờ mình phải giáp mặt gì nè. Ba nhìn thấy mặt mày tay chân của con, nó hẹn cho nó tình cảm. Với lại hồi nữa ba lấy tiền cho nó tiện. Tiền gì nữa ba? Thì tiền lương tháng tới đó con. Tháng này con còn chưa làm xong. Lấy gì mà có lương tháng tới mà ba hỏi? Ừ, thì...